Theo kế hoạch giai đoạn 2022-2023, huyện Simacai tiến hành nâng cấp mở rộng 46 km đường giao thông nông thôn theo chuẩn mới. Thực tế triển khai, địa phương này gặp khó khăn nhất là thiếu quỹ đất phục vụ cho việc mở rộng đường. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp phù hợp, nút thắt này đang dần được tháo gỡ. Tuyến đường tổ dân phố Nàng Cảng Gia Khâu dài trên 4,3 km, dự kiến mở rộng từ 3 m lên 9 m. Để thi công, 101 hộ gia đình thuộc diện phải hiến đất với diện tích 5,7 ha. Trong khi nhiều hộ thiếu đất sản xuất thì việc đồng thuận cao là không dễ. Từ thực tế này, địa phương tổ chức nhiều cuộc họp dân lấy ý kiến và tính toán phương án phù hợp. Hiện nhiều hộ đã đồng thuận với chủ trương chung. Điển hình như gia đình anh Ngài Giao Kỳ dự kiến hiến khoảng 2.500 m2 đất khi tuyến đường thi công. Dự án làn đường đã thông báo người dân trong thông bản ấy thì bảo là chúng đấy, người dân ví dụ như là đất nông nghiệp thì mình đồng tình, gọi là đồng tình hiến đấy rồi để làn đường cho người dân nó đi thuận tiện, với lại nó về cây ăn quả với lại cây quế kiểu thì không đền bù để mình đấy, mình chọc về để là quỷ đốt thế thôi. Bên cạnh khó khăn về quỹ đất thì việc không có kinh phí hỗ trợ nhân công xây dựng rãnh dọc, trong khi một số tuyến có độ dốc cao cần khối lượng đất khá lớn cũng ảnh hưởng đến kế hoạch và tiến độ triển khai, cần có giải pháp tháo gỡ. Nhà nước là chỉ hỗ trợ về cát đá, xi măng, còn lại thì nhân dân đóng góp ngày công. Thì trong thời gian vừa qua thì nhân dân sán hàn sán cũng triển khai các cái tuyến đường thì cũng đổ được hơn 2 km rãnh thoát nước. Xác định rõ khó khăn trong việc nâng cấp, mở rộng đường giao thông theo quy chuẩn, huyện Simacai chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động, giải thích cho dân hiểu và chung sức thực hiện. Kết quả, toàn huyện đã thi công được 42 trên 46 km đường theo kế hoạch 2 năm 2022-2023. Trong đó vận động 1.260 hộ gia đình hiến trên 70 ha đất. Việc kịp thời khen thưởng động viên những hộ tích cực hiến đất, đóng góp công sức mở đường được quan tâm nhằm tạo sự lan tỏa. Hiện nay còn một tuyến nội trú Gia Khâu thì còn 4 km, diện tích chiếm đất người dân thì nó hơi lớn so với cái việc giải phóng mặt bằng. Mà trong khi đó thì ở vùng Simacai, các huyện Bamia đa số hộ nghèo, đất canh tác cũng rất là quan trọng. Thì huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động cho người dân thấu tình đạt lý để người dân ủng hộ các cái chủ trương của nhà nước. Với cách làm phù hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm trong kế hoạch nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn ở Simacai đang mang lại kết quả tích cực, giúp địa phương nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.